Vâng, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Kawat. Hôm nay bên em tiếp tục về được cho anh em một chiếc Omega. Đấy, chiếc này là hàng new full box 100% anh em nhé. Cho nên chúng ta sẽ có một cái hộp cắt tông như thế này ở bên ngoài để bảo vệ cái hộp của chúng ta. Đấy, thì đợt này em có săn được vài cái deal hàng new giá rất là tốt để lên cho anh em, để anh em trải nghiệm đối với các anh thích cái hàng mới. Đây, em sẽ bóc cái hộp ra cho anh em nhé. Đấy, hộp bình thường thì chúng ta sẽ có một cái hộp trắng như thế này, còn cái hộp các tông thì nó sẽ cái hàng new sẽ có để bảo vệ cho anh em thôi. Đây, một cái hộp mới tinh luôn anh em nhé. Bản này thuộc dòng Omega Aquastera, cái bản Master Quasio rất là đẹp anh em nhé. Đấy, chúng ta sẽ có một cái bản Derby niềng núm kim cọc được làm bằng vàng đúc 18K, rất là đẹp, size 38.5 anh em nhé. Đấy, hàng new nguyên siêu 100%, chưa hề sử dụng luôn anh em nhé. Chiếc này về thì tình trạng sẽ full móc hộp sổ thẻ cho anh em. Ở đây chúng ta sẽ có một cuốn sổ rất là dày như thường lệ thôi, đấy, không có gì thay đổi cả. Đấy, trong này có sẽ đầy đủ hết tất cả các cái thông tin về thương hiệu Omega, về các dòng máy, về các dòng sản phẩm. Đấy, anh em có thời gian thì mình tìm hiểu cũng rất là hay nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ có hai cái thẻ. Đầu tiên là thẻ International Warranty, tức là cái thẻ bảo hành toàn cầu của chúng ta. Đấy, sẽ có mã sản phẩm, có series em nó. Và tiếp nữa là cái thẻ Pictogram. Đấy, thẻ Pictogram, với thẻ Pictogram chúng ta sẽ có, vẫn có mã sản phẩm, vẫn có series bên dưới. Có cỗ máy Calibre 8500 được trang bị cho anh em này. Ở mặt sau chúng ta sẽ có các thông tin về em nó, ví dụ như có vành tóc silicon 14 này, chống từ 15.000 gao này, có vàng 18K, kính sapphire, bảo hành toàn cầu 4 năm, chống nước 150m. Đấy, cỗ máy chạy đạt chuẩn chronometer. Đấy, đầy đủ hết các thông tin của sản phẩm này anh em nhé. Đây, em sẽ cất lại cho anh em. Ok, đây là một cái bản Omega Aquastera. Bản này rất là đẹp cho những anh em có cổ tay vừa hoặc hơi nhỏ một chút, bởi vì em này có cái size 38.5. Cái size nó rất là gọn gàng. Đây, em sẽ bóc siêu ra cho anh em nhé. Đấy, em này chúng ta sẽ có một cái mặt dial màu trắng và vẫn là các cái vân kẻ dọc đặc trưng của dòng máy 8500 này. Cái điểm nổi bật lớn nhất của em này nó là cái bộ kim cọc được làm bằng vàng đúc 18K, làm nổi khối lên rất là đẹp. Đây, thực sự cái bộ kim cọc này nó làm nổi bật lên cái chiếc đồng hồ chúng ta hơn rất là nhiều. Đây, em sẽ lau qua một chút bụi cho anh em nhé, nó đang bị hơi dính bụi này. Này, đấy, khi em lau xong thì chiếc đồng hồ nó mới luôn anh em nhé. Đấy, vì chiếc này là hàng mới tinh 100%, không một vết xước nào anh em nhé. Nguyên siêu đáy nhé. Em này sẽ được trang bị đúng skill down và chống nước lên đến 150m thì anh em sử dụng nước nôi thoải mái nhé. Tất nhiên là những bản dây da như này thì anh em cũng nên hạn chế một chút, bởi vì dây da nó sẽ không chống được nước, nó sẽ rất là nhanh hỏng khi mà anh em sử dụng nước thường xuyên. Còn cái đồng hồ của chúng ta thì tất nhiên là nó chống nước rất là tốt rồi. Rất là đẹp. Em này sử dụng máy 8500 bản Master em nhé, tức là máy đời mới của dòng máy 8500 này. Chúng ta vẫn được trang bị 39 chân kính, tần số động sẽ là 25.200 VBH và tích cót lên đến 60 giờ. Đặc biệt cỗ máy có được trang bị vành tóc silicon 14 này, giúp đồng hồ nó chống từ lên đến 15.000 gao.
Đấy, và chiếc đồng hồ này còn chạy chuẩn chronometer, cực kỳ là chính xác và bền bỉ anh em nhé, với sai số chỉ cộng trừ 3 giây một ngày thôi. Em này đang có giá hãng rất là cao, nó lên đến 180 triệu. Nếu mà anh em mua tại các store chính ngạch của Omega đấy, thì bên em đang đợt này đang săn được một cái deal rất là tốt, bạn đang giao lưu với anh em mức giá chỉ với 113 triệu thôi anh em nhé. Đây, trên tay 15.8 của em thì đang rất là vừa vặn. Đấy, lên tay rất là đẹp. Nó không quá dày đâu anh em nhé, chiếc này chỉ độ dày chỉ có 11.8mm thôi. Đấy, cho nên là anh em vẫn kết hợp với áo sơ mi thoải mái, không lo bị nó cộm đâu. Ok, chiếc này bên em đang giao lưu giá rất là tốt, chỉ với 118 triệu hàng, sorry em, 113 triệu hàng new full box 100% và bảo hành 5 năm cho anh em yên tâm sử dụng. Hàng đang có sẵn tại cửa hàng bên em, nên anh em quan tâm có thể qua trực tiếp và lên tay gấm thử nha. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.